Xin chào anh em nhé. Đây là cái token VARAC. Ngày 28 tháng 10 đã được niêm trên rất nhiều sàn. Giá hiện tại đang là 0.8 USD. VARAC anh em có thể sử dụng máy tính để đào nốt. Tôi sẽ để cái đường link giới thiệu ở bên dưới video này để anh em lấy đường link đào nhé. Sau khi anh em đào được ấy, thì anh em vào một trang web này của VARAC. Đây, tôi cũng sẽ để cái đường link của trang web bên dưới video. Anh em vào Connect Wallet. Khi đã có VARAC rồi nha. Vì hôm nay mình đang đào đây nè. Đó. Khi đã có rồi anh em Connect Wallet nè. Chọn cái ví mà anh em muốn kết nối. Ở đây nó sử dụng cái mạng lưới Son nhé. Anh em cần phải có Son để làm phí mạng lưới đó. Lúc trước mình đã cài lên 22.8 VARAC rồi này. Anh em có thể stake. Khi anh em cài lên thì nó tự động nó về ví luôn nha. Đấy. Rồi anh em cần phải cài đặt cái này. Bình thường ấy thì nó ở cái trang trình duyệt này thôi. Nhưng anh em vào đây này. Anh em vào cái phần install này, VARAC nút desktop. Ok chưa? Anh em cài này về thì mỗi lần anh em bật máy tính lên thì nó sẽ tự động đào cho anh em. Đấy. Đây, nó chính là cái giao diện này. Nhỏ gọn như là anh em có thể di chuyển hoặc hạ nó xuống màn hình. Anh em chỉ cần bật máy tính là nó sẽ tự vào. Đây là cái nút connected đây này. Bật tab này. Đây, nó đang connected đây là đang kết nối đang đào đấy. Ok, anh em mà đào thì ủng hộ cho mình một rep link mình sẽ để bên dưới video này.